Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 261 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của ENY, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. chương 2131-2132, trường huyền cấp 3. Vì trường lão vừa vặn cách thanh nguyên thành không xa, cho nên đã được phái tới đây. Thầy hắn nghi hoặc, Nguyễn Hội trường giải thích. Tổng bộ Khải Linh Sư cũng giống như là những tổng bộ khác, cách nơi này rất xa. Coi như là thánh thú, thánh vực tứ trọng hay là ngũ trọng, không phải là phi hành từ rất lâu, thì vị vi trường lão này vừa vặn đang ở gần phụ cận, lúc này mới có thể trong 3 ngày mà chạy tới giới thiệu xong rồi liền đã xoay người. Vị trường lão, vị này chính là siêu cấp thiên tài mà ta nói, trường sư. hắn ở trong khải linh sư thiên phú rất lớn, lại còn đạt tới tình trạng nghe rộn người nữa. Ừm. Vị trường lão nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía trương huyền. Về chuyện của ngươi, nguyễn hồi trưởng đã nói rõ chi tiết. trong vài canh giờ ngắn ngủi, từ hoàn thành không biết gì, chỉ bằng vào việc đọc sách, người đã thành công khải linh công hội thiên phú trên khải linh hoàn toàn chính xác rất là đáng sợ à khách khí rồi trương huyền vội vã khoát tay có một chút nghi hoặc vậy không biết trường lão tới đây là bởi vì chuyện gì trường sư người sảng khoái nói chuyện cũng lại sảng khoái ta cũng lại chẳng có gì phải che giấu người nghe được chuyện của người tổng bộ vô cùng coi trọng lại hy vọng có thể mời người đi tổng bộ khải linh sư tu luyện không nói nhảm nhiều vì trường lão nói tu vi đã tới cái loại cảnh giới như nàng không cần phải nói những lời khách sáo sao đi tổng bộ khải linh sư trường huyền lắc đầu chắc hẳn là nguyễn hồi trường cũng đã nói với người ta là danh sư khải linh sư chỉ là phụ tu thôi không phải là chủ chức nghiệp trước 30 tuổi không đã tới danh sư cửu tinh tính mạng sẽ làm gì còn nữa mặc dù người khải linh tốt nhưng mà đối với hắn mà nói đâu có bất cứ ý nghĩa gì nói thật đi tổng bộ của đối phương mượn nhờ điều kiện của đối phương tăng lên thực lực có trợ giúp với hắn phát triển lớn nhưng mà được bao nhiêu chỗ tốt sẽ phải thực hiện bao nhiêu nghĩa vụ không có khả năng cho người ta lấy không sau đó xoay người mà bỏ chạy được nguyên nhân chính là bởi vì như vậy hắn là một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình từng bước một tiến về phía trước chính là không muốn thiếu ân tình quá lớn không cách nào có thể hồi báo cuối cùng làm trễ nải danh sư tân cấp và tu hành người có thể từ đi trước nghiệp danh sư vì trưởng lão nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua trên mặt lộ ra vẻ tự tin nồng đậm lấy thiên phú của ngươi chỉ cần nghiêm túc tu luyện tăng thêm tổng bộ bồi dưỡng khống chế khải linh sơn trở thành khải linh vương cũng không phải là không được đạt tới cái loại cảnh giới đó tung hoành đại lục danh sư cửu tinh cũng phải lấy lễ mà đái vậy chẳng phải là tốt hơn danh sư rất nhiều sao Khải Linh sư công hội, mặc dù là phụ tu, không cường đại như là những chức nghiệp khác, nhưng mà chính thức đạt tới cao nhất cũng lại cực kỳ kinh khủng nhất là một khi nắm giữ thánh địa trở thành khải linh vương danh sư cửu tinh thì lại có sợ gì không ta sẽ không từ đi chức nghiệp danh sư trương huyền lắc đầu đó mới là ta truy cầu khải linh sư ta cũng sẽ học nhưng bất quá nó vẫn là phụ tu danh sư mới chính là căn bản của hắn phụ tu có thể học lại không thể nào làm trễ nải chủ nghiệp được nếu như không tương đương với vi phạm sư đạo tri tâm của hắn thần phận thiên nhận danh sư cũng sẽ bị cắn trả Đạo tâm bất ổn, tăng thêm tâm ma. Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta như thế, ta có thể để cho ngươi vài ngày thời gian cân nhắc. Đây chính là một cơ hội một bước lên trời, một khi ngươi bỏ qua, ngươi chắc chắn không còn cơ hội nữa. Vì trưởng lão nhíu mày, đổi lại là những người khác đã có thiên phú như vậy, nhất định phải lập tức đáp ứng, dù sao Khải Linh sư công hội tại toàn bộ đại lục này cũng là một thế lực rất lớn phải tính coi như là kém danh sư đường một chút, kém chiến sư đường một chút, cũng không phải là một ít công hội nhỏ có thể so sánh. Làm phiền yêu ái rồi, chuyện này ta không cần cân nhắc. Trương Huyền lắc đầu, phụ tu có thể nhưng mà chủ nghiệp khẳng định không cần phải thương nghị. Bất quá trả lời như vậy cũng biết đối phương khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu như không, tiêu phí giá cả cực kỳ lớn bồi dưỡng, cuối cùng biến thành danh sư chạy, vậy chẳng phải là tương đương bồi dưỡng với một nhân tài cho danh sư đường sao? danh sư mặc dù là một chức nghiệp đầu tiên của đại lục nhưng mà trong danh sư đường cạnh tranh rất lớn tài nguyên lại có hạn người muốn đạt tới cửu tinh nói thì dễ chỉ cần người tới khải linh sư công hội chúng ta khắp nơi đều là nữ tử người muốn kết hôn bao nhiêu cũng được thậm chí chỉ cần người cam tâm tình nguyện khải linh cho binh khí cho kiến trúc coi như đây là bạn cũng lại không có vấn đề gì vì trường lão tiếp tục nói Lúc trước, băng nguyên cung cũng đáp ứng điều kiện y như vậy. Ta cũng đã cự tuyệt rồi. Nữ tử của Khải Linh Sư Công hội các người, vậy chẳng lẽ còn có thể tốt hơn nữ tử của băng nguyên cung sao? Trương Huyền lắc đầu. Xem ra, nam nhân ở trong suy nghĩ của nữ tử đúng là không có ấn tượng tốt. Tất cả đều cho là đồ háo sắc. Đúng là nói đùa. Thực sự cho rằng nữ nhân đối với hắn có hấp dẫn lực lớn sao? Thực sự như vậy mà nói, cái đám người hồ yêu yêu, Triệu Phi Vũ, Mạc Vũ đã sớm giữ hết bên người rồi. Cũng không tới mức độ nhìn mà cũng chẳng thèm nhìn như thế. Băng Nguyên Cung Vì trường láo sững sờ, nữ tử của Khải Linh Sư Công Hội tuy rằng có rất nhiều người tuyệt sắc, nhưng mà so sánh với Băng Nguyên Cung đúng là thua kém nhiều. Chỗ đó thực sự có rất nhiều nữ tử tu luyện công pháp thuộc tính thuần âm, từng người một sắc nước hương trời, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, vô số thế lực lớn trên đại lục đều phải lấy có thể cưới được nữ tử của băng nguyên cung và vẻ vang. Biết rõ thế lực này, mới mời qua đối phương cũng không có thành công vì trưởng lão trần trừ một lúc, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một tảng đá màu xám nhạt. Ta chỗ này có một khối khải linh chắc thạch, lại có thể khảo thí thiên phú. Nếu như mà người có thể đạt tới cấp 10, ta lại có thể xin tổng bộ, cấp cho người điều kiện tốt hơn không để cho ngươi từ bỏ chức nghiệp danh sư cũng lại có khả năng. Sao? Khảo thí thiên phú? Đúng như vậy. Nói thật với ngươi, chỉ có thiên phú Khải Linh đạt tới cấp 10 mới có cơ hội Khải Linh Khải Linh Sơn. Nhưng đáng tiếc rằng toàn bộ công hội này đã có hơn 5.000 năm rồi không xuất hiện một vị tu luyện giả nào có được loại thiên phú đó. Dừng lại một chút vì trưởng lão lại đổi dùng truyền âm. Cái này thuộc về bí mật của công hội, cùng với đối phương lần đầu tiên gặp mặt vốn không nên nói ra, nhưng mà dựa theo Nguyễn hội trưởng nói, vị trước mắt này vô cùng có khả năng đạt tới cấp bậc như vậy, vô luận là như thế nào cũng phải mang về tổng bộ. Nếu như không, công hội sẽ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị thế lực khác thôn phệ. Coi như là một chức nghiệp phụ tu có thể dựa vào những chức nghiệp khác, nhưng mà cần phải có thực lực của mình, nếu như không sẽ trở thành thói quen, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phụ thuộc, lời nói không hề có trọng lượng. Khải Linh Sơn Khải Linh Sơn chính là pháp bảo do thiên địa sinh ra, cũng là dựa vào lớn nhất của công hội chúng ta. Tàng đá này chính là từ phía trên khai thác mà ra. Một khi mà Khải Linh thành công, lại có thể có được sức chiến đấu tương đương với danh sư cửu tinh, tung hoành thiên địa, nơi đâu cũng có thể đi. Vì trưởng lão nói. Ồ, lợi hại như vậy. Trường huyền hoàng sợ, Thành công khải linh lại có thể có được sức chiến đấu tương đương với danh sư cửu tinh, quả thực làm cho người ta phải động tâm. Hoàn toàn chính xác là một bước lên trời. Hơn nữa, còn có thể giữ lại chức nghiệp danh sư, lại có thể gặp gỡ như vậy. Nói rằng không động tâm thì thực sự là giả dối. Thực sự muốn như vậy sẽ không cần lại vì tinh nguyên thượng phẩm, linh thạch tuyệt phẩm mà sầu muộn nữa. Muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, thực lực của hắn cũng có thể một ngày một cấp bậc, 10 ngày có thể đạt tới cao nhất của đại lục trở thành tồn tại tương đương với khổng dữ Đúng như vậy đó. Thấy hắn đã động tâm vì trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu đưa tới viên đá kiểm tra. Khảo thí rất là đơn giản thôi. Chỉ cần ngươi cầm chặt tảng đá, tâm thần yên tĩnh sẽ tự động khảo thí ra thiên phú của ngươi. Ừ. Tiện tay tiếp nhận, trường huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay nắm chặt, ánh mắt đóng lại. Nói thật, hắn lại cũng muốn nhìn xem thiên phú tại khải linh của mình đến tụi cùng là cao bao nhiêu thực sự muốn phù hợp với yêu cầu đối phương lại không cưỡng cầu từ đi chức nghiệp danh sư vậy thì đi tới cũng đâu coi vào đâu đâu trong nháy mắt liền tiến hành vào cảnh giới tâm như chỉ thủy nắm lấy viên đá kiểm tra tia sáng lóng lánh chói mắt được rồi một lát sau hào quang tiêu tán trường huyền lại buông tay vì trần lão cùng với nguyễn hội trưởng vội vã nhìn sang đầu nhìn thoáng qua lồng mi lại nhịn không được nhảy dựng nhào nặn ánh mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi làm sao vậy? Thấy biểu lộ của hai người như vậy, Trường Huyền có một chút kỳ quái. Cúi đầu nhìn lại, cũng lại há to miệng. Điều này, sao có thể? Chỉ thấy trên viên đá kiểm tra, Hiền lộ ra một nhóm chữ. Ba. Ba? Cấp ba sao? Trường Huyền lại nhịn không nổi nói. Mới vừa mới nói qua, Cường đại nhất chính là cấp 10, bản thân nhẹ nhõm đã tới khải linh sư thất tinh đỉnh phong, coi như không phải là cấp 10 thì ít nhất cũng phải là cấp 7, cấp 8 chứ. Cấp 3, đây là có ý gì? Là... là cấp 3. Khóe miệng của vi trường lão co quắp. Nghe xong báo cáo, lại đi xem công hội được khải linh cho rằng cái vị trước mắt này ít nhất vẫn có thể đạt tới cấp 9. Như thế nào, chỉ là có cấp 3 thôi. Tại sao lại thấp thế chứ? Ờ, à, cấp bậc này đại biểu hàm nghĩa cho điều gì? Coi như là rất yếu sao? Trường Huyền nhìn qua. Điều này... Trên mặt tràn đầy xoắn suýt vì trưởng lão không thể nào trả lời được. Ngừng lại một chút, chỉ đá kiểm tra trong lòng bàn tay. Tảng đá kia là cấp 4. Trường Huyền im lặng. Nếu như không, ta thử lại thêm một lần nữa sợ không may xuất hiện lại liên tục thử vài lần, kết quả giống y như lúc trước, đều là ba. Chứng kiến con số phía trên, Trường Huyền lại so so mi tâm, cực kỳ bất đắc dĩ. Vốn lại còn cảm thấy thiên phú chắc chắn là không tệ rồi, hiện tại xem ra ngay cả một tảng đá cũng lại không bằng, ngẫm lại liền cực kỳ bực bội. Xem ra, sở dĩ trở thành khải linh sư nhanh như vậy, hơn nữa thành công khải linh công hội cũng không phải là do hắn thiên phú cao, mà là do thiên đạo công pháp quá mức nghịch thiên mà thôi. <laughs> Được rồi, vậy hôm nay đã quấy dậy trương sư rồi. Vì trưởng lão lại cười khổ lắc đầu. Nếu như một lần sai, liên tục mấy lần, ngay cả nàng cũng phải chết tâm. Cái vị trương sư này, thiên phú Khải Linh chẳng những lại không hề tốt mà còn kém đến nỗi, không thể nào hợp với thói thường. Sở dĩ có thể Khải Linh được công hội, chỉ sợ có cơ duyên xào hợp bên trong thôi. Thế mà còn tưởng rằng có thể xuất hiện thêm một vị có được thiên phú cấp 10, Khải Linh sư công hội được cứu. Xem ra, đúng là suy nghĩ háo huyền. Nếu như mà thiên tài cấp 10 dễ dàng xuất hiện như vậy, công hội các nàng cũng lại không tới mức độ hơn 5.000 năm, vị trí hội trưởng đang chống không, một mực lại trở thành phụ thuộc cho những chức nghiệp khác. À, không cần phải khách khí. Trường Huyền lại lúng túng nói. Vừa rồi, nghĩa chính ngôn từ trả giá với đối phương, kết quả khi mà khảo thí ra, ngay cả một tảng đá cũng lại chẳng bằng. Ngẫm lại cũng cảm thấy đúng là mất mặt. Mong rằng Trương Sư không nên để lộ ra sự tình công hội chúng ta, truyền âm lại nói được trả lời chuẩn xác lúc này vì trưởng lão mới gọi nguyễn hội trường lại đi thôi ngay thời điểm hai người muốn đi ra có một thanh âm thanh thúy vang lên vậy lão sư ta có thể thử xem tàng đá kiểm tra này không hết chương chương hai nghìn một trăm ba mươi ba hai nghìn một trăm ba mươi bốn vương dĩnh rời đi nói chuyện chính là vương dĩnh vừa rồi đám người vi trưởng lão tới nàng và lưu dương đang tiếp nhận chỉ điểm không phải là đại sự gì cho nên không tránh đi vừa rồi thời điểm vi trưởng lão lấy ra tàng đá chẳng biết tại sao trong lòng nàng cực kỳ khát vọng nhịn không được lại trực tiếp hô lên sao người muốn khảo thí trường huyền lại nhìn về phía vị đệ tử này của mình chỉ thấy lúc này thân thể vương dĩnh nhẹ nhàng run rẩy khuôn mặt lại ửng đỏ vâng ta cảm giác tàng đá này giống như là có một loại lực hấp dẫn nào đó đối với mình vương dĩnh gật đầu lực hấp dẫn thấy vẻ mặt của nàng thành thật trường huyền lại nhìn về phía vi trưởng lão xem ra đúng là phải làm phiền một chút rồi ừ không sao Vi trường lão gật đầu ngón tay búng đi đá kiểm tra bay ra bay tới trước mặt nữ hải rơi vào lòng bàn tay của nàng vương dĩnh không nhiều lời đặt tảng đá trong lòng bàn tay hai mắt chậm rãi nhắm lại thời gian trong nháy con mắt tảng đá tải mắt ra tia sáng chói mắt ngày sau đó hào quang tản đi có một hàng con số chậm rãi hiện hiện điều này nhìn thấy rõ ràng con số phía trên thân thể của vị trưởng lão chấn động trường huyền cũng trợn tròn mắt há hốc mồm cái này làm sao có thể chỉ thấy trên tảng đá kiểm tra có hai chữ số yên tĩnh xuất hiện phía trên giống như điêu khắc 11. Ngươi Người không phải là nói cấp 10 là cao nhất đó sao? Tại sao lại xuất hiện 11 chứ? Trường Huy lại nhịn không nổi nhìn quá Ta, ta lại cũng không biết Vì trường lão đầy đầu kinh ngạc Ở trong thiên phú mà nàng biết Cấp 10 chắc chắn là cao nhất Chỉ cần đạt tới cái loại cấp bậc đó Chỉ có tư cách Khải Linh Khải Linh Sơn rồi Trở thành hội trưởng của Khải Linh Vương Nhưng mà đột nhiên toát ra cấp 11 Đây là ý tứ thế nào Vậy Vậy chẳng lẽ Cái này là thiên phú cấp bậc tổ sư sao Đột nhiên, thân thể chấn động, vì trưởng lão lại dùng thành âm run dậy nói. Ừ. Thiên phú cấp bậc tổ sư? Trường huyền lại chẳng hiểu gì. Phải rồi. Theo như truyền thuyết, tổ sư khai phái của chúng ta là Khải Linh Tiền Nữ. Ở trong thiên phú Khải Linh vượt qua cấp 10, đã tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Bởi vì như vậy mới có thể Khải Linh cả một ngọn núi. Hơn nữa, luyện chế thành pháp bảo, tung hoành thiên địa. Ngay cả khổng sư cũng phải kính trọng ba phần. Vốn tưởng rằng sau tổ sư là không có ai được nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm nay ta đã có thể gặp được hồ hấp dồn dập vì trường lão kích động sắc mặt đau ao vốn lại còn tưởng rằng có thể tìm ra được một người thiên phú cấp 10 lại có thể khiến cho công hội lần nữa phát dương quang đại trọng trấn hùng uy nhưng không nghĩ tới trực tiếp phát hiện ra một người cấp 11 cái này là đáng sợ bao nhiêu chứ một khi mà bồi dưỡng thật tốt tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật siêu cường giống như là tổ sư khai phái vị cô nương này Vậy người có bằng lòng theo ta trở về khải linh sư công hội hay không? Vì trưởng lão vội vã nhìn qua. Cái loại thiên phú đó tuyệt đối nhặt được bảo nếu như mời trở về lại có thể đoán ra về sau khải linh sư công hội sẽ càng thêm huy hoàng lần nữa du ngoạn đỉnh phong. Ta... Vương Dĩnh cũng không nghĩ tới thiên phú của mình lại cường đại như vậy bị hỏi một chút có khoảng hốt nhìn không được nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ta... sẽ nghe theo lão sư mặc kệ là thiên phú khải linh tốt hay là không tốt, lão sư nói thế nào thì nàng sẽ làm theo như vậy đó. Trường sư Vì trường lão vội vã nhìn qua Ờ, à, cái này Trường huy lại trần trừ Nhìn về phía vương dính Người đánh một bộ quyền cho ta xem Vâng Vương dính gật đầu Cũng lại không nhiều lời Vùng vẩy tú quyền Thẳng tắp đập về phía trước quyền phong xé rách không khí tự như là trường thương làm cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt vừa mới truyền thụ quyền pháp không nghĩ tới đã là học đến hữu mô hữu dạng trong đầu trương huyền xuất hiện ra một quyển sách ngón tay điểm một chút giới thiệu về vương dĩnh chảy vào trong đầu rất nhanh hắn xem qua một lần lại cau mày phía trên không hề giới thiệu về thiên phú khải linh sơ lại càng không hề ghi chú rõ nàng có được cái loại thiên phú như vậy vậy chẳng lẽ thiên đạo thư viện cũng lại không xem ra được Trương Huyền kỳ quái. Lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhã, trong đó đã xuất hiện miêu tả kỹ càng về thuần âm thể, còn có viên đào và ngụy Như Yên. Nhưng tại sao Vương Dĩnh có được năng lực thế này, lại không thể nào viết ra? Xem ra, cũng lại giống như là lộ trùng. Cái này là năng lực hậu thiên mới có. Thư viện không thể nào ghi lại được. Nhớ tới một sự kiện, Trương Huyền gật đầu. Lúc trước, lộ trùng cũng không hề đánh dấu được hồn thể khổng lồ, tức hợp học tập về chức nghiệp vụ hồn sư. Vương Dĩnh cũng giống như vậy, có lẽ là hậu thiên mới có. Vương Dĩnh trời sinh cẩn thận, tu luyện bản thiên đạo công pháp rút gọn, so với những người khác càng thêm chăm chỉ, có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, mật tích lũy tháng ngày, cải biến thể chất, đã có được loại thiên phú vượt quá khả năng suy nghĩ như vậy. Suy tư một lát, Trương Huyền hiểu ra. Vận mệnh cũng đúng không phải là cố định, coi như là ông trời cũng không cách nào có thể tính toán được chính xác. Kỳ thực vô luận là lộ trùng hay là vương dính thiên phú vốn chỉ là có thể coi quá bình thường nhưng mà gặp phải mình tu luyện thiên đạo công pháp chẳng khác nào cải biến vận mệnh cải biến nhân sinh vận mệnh chắc chắn không lượng được coi như là thiên đạo thư viện có thể xem thấu hết thầy thiếu sót cũng không có khả năng kiểm soát tất cả xem ra dạy dỗ đệ tử không chỉ là tùy theo khả năng tới đâu mà dạy còn cần phải căn cứ theo đệ tử trưởng thành tùy thôi mà làm ra điều chỉnh có một ít người học tập rất kém nhưng đột nhiên lại thông suốt đột nhiên lại tăng mạnh Lúc này lại dùng một phương pháp đối đái với học sinh cặn bã mà dạy học. Rõ ràng là không đủ dùng rồi. Vừa mới hiểu ra, Trường Huyền tự hồ đã bắt được điều gì. Muốn bắt lấy, lại truy tìm mãi mà không tới. Trường Sư Đang muốn tiếp tục cảm ngộ, bên tai lại vang tới thanh âm vội vã của vị trường lão. Ngừng đầu nhìn lại, thấy vị khải linh sư kia đang tràn đầy khẩn trương nhìn qua. Nàng rất là muốn mang vương dĩnh đi ngay Nhưng mà nếu như đối phương không cam tâm tình nguyện Thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà thôi Ừ Lắc đầu không muốn suy nghĩ thêm nữa Trường Huyền lại nhìn về phía vương dĩnh cách đó không xa Người có bằng lòng đi hay không? Đệ tử có ý nghĩ của riêng mình Không phải là hắn có thể quyết đoán được Còn phải nhìn ra quyết định của nàng Ta Vương dĩnh trần trừ Đi khỏi lãnh sư công hội Tài nguyên và hệ thống tu luyện là hoàn chỉnh. Tốc độ tu luyện của ngươi sẽ mau mau một chút. Nhưng mà bất quá, nếu như đi theo đằng sau ta, ta cũng có thể cam đoan ngươi đạt tới cảnh giới cao như vậy. Trương Huyền nhạt, nhạt nhạt nhìn qua, lộ ra một nụ cười tự tin và cường đại. Đi khải linh sư công hội, được chỗ tốt trong đó, nhưng giữ bên người cũng có chỗ tốt giữ bên người. Chỉ nhìn nữ hài trước mắt này lựa chọn như thế nào thôi. Lão sư, ta cũng giống như Triệu Nhã, ta cũng muốn vì ngươi phân ưu không muốn trở thành vướng mắt của ngươi sau một lúc lâu vương dĩnh nghiến rằng lão sư nói không sai đi theo phía sau hắn hoàn toàn chính xác cũng có thể đạt tới cảnh giới giống nhau nhưng mà kèm theo tu vi càng cao vật phẩm cần tu luyện sẽ càng ngày càng nhiều tiêu hào cũng càng lúc càng lớn tuy rằng lão sư không có nói nhưng với tư cách là một đệ tử một mực cứ liên lụy thực sự là băn khoăn nếu như có thể đi khải linh sư công hội trở thành khải linh vương chẳng những không cần phải liên lụy mà còn có thể trong thời điểm mấu chốt lão sư khó khăn sẽ cho hắn sự trợ giúp khi trước triệu nhã cũng chính là bởi vì như vậy dứt khoát đi băng nguyên cùng trịnh dương cũng như vậy đi chiến sư đường thân là đệ tử thứ nhất vị thân truyền đầu tiên được lão sư tuyển nhận càng nên vì lão sư mà suy nghĩ nhiều hơn người là đệ tử của ta làm sao mà vương víu được trương huyền lắc đầu cùng chung một chỗ chung tiếp cận một năm sớm đã có cảm tình rất thâm hậu đối phương cảm giác mình là một sự vướng víu nhưng trong lòng hắn chính là thân nhân vâng hốc mắt đỏ bừng vương dĩnh gật đầu ta muốn đi khải linh sư công hội dừng lại một chút vương dĩnh lại nói người coi ta là thân nhân nhưng ta cũng như vậy đã có cơ hội ta lại muốn trưởng thành muốn bay cao trước kia người vì ta mà che gió che mưa nhưng về sau Ta sẽ vì ngươi mà hộ giá hộ tống. Bởi vì ngươi là ân sư. Ừ, đã có quyết định rồi. Như vậy đi đi. Trường Huyền có một chút ảm đạm. Thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Hắn biết cực kỳ rõ. Đệ tử của hắn sớm muộn gì cũng sẽ dương cánh mà bay cao hết. Vậy nhưng đến trước mặt, giống như trước cảm thấy khó có thể dứt bỏ. Bảy vị thân truyền, triệu nhã đi băng nguyên cùng, lộ trùng đi tổ địa vu hồn sư. Viên đào lại trở về với gia tộc. Nguyễn Như Yên đi độc điện Trịnh Dương đi tổng bộ chiến sư đường Đó là đi 5 vị mất rồi Hiện tại xem ra vị thứ 6 cũng đã phải đi Có chỗ phát triển tốt hơn Là một lão sư Kỳ thực nên cảm thấy vui mừng cho họ Nhưng chỉ là cảm xúc vẫn còn vương vấn đó Cứ như vậy mà rời đi Vẫn còn một chút khó có thể dứt bỏ Lão sư Ngài phải bảo trọng Đầu gối mềm nhũn Vương Dĩnh quỳ dạp xuống mặt đất Dập đầu 8 cái liên tiếp Ừ. Yên tĩnh chờ đợi nàng dập đầu xong, ngón tay Trương Huyền búng ra, cô mở đạo thiên đạo chân khí tinh thuần tràn vào trong cơ thể đối phương. Nếu như gặp phải bất cứ sự tình gì, hãy kích hoạt ra đạo chân khí này. Cách nhau ngàn vạn dặm, lão sư vẫn có thể cảm ứng ra được. Ai dám khi dễ người, cho dù đối phương có là tông môn lợi hại nhất của toàn bộ đại lục, thậm chí còn là danh sư đường, lão sư cũng có thể lấy lại được công đạo cho người. Chắp tay sau lưng, tuy rằng ngữ khí của Trương Huyền rất bình thản, nhưng lộ ra ngạo khí, khiến cho người ta phải nghiêm túc. Ừ. Vương Dĩnh gật đầu. Vì trường lão, học sinh này ta sẽ giao lại cho các người. Hy vọng các người có thể đối đãi với nàng ấy thật tốt. Nếu như để cho ta biết được, nàng bị một tiêu ủy khuất, ta tất nhiên sẽ tới bái phòng, đi tìm công hội các người để hỏi thăm cho rõ ràng. Trương Huyền lại nhìn về phía vì trường lão. Bị một tên thánh vực nhị trọng uy hiếp, vì trưởng lão đúng là không vui Nhưng bất quá nghĩ tới tình cảm thầy trò của đối phương Tâm lại mềm ra Cứ yên tâm đi Thiên phú cao như vậy Che chờ vẫn còn không kịp Làm sao có thể để cho nàng ấy bị ủy khuất được Đã hơn 5.000 năm Cũng không có một người nào thiên phú lợi hại tới cấp 10 Thực sự vất vả lắm lại xuất hiện một người cấp 11 Làm sao có thể lạnh nhạt được Dù sao Quan hệ đó lấy thực lực của toàn bộ công hội mà Như vậy thì được Biết rõ đối phương không có khả năng nói dối Trường huyền nhẹ nhàng gật đầu Lúc này mới xoay người sang chỗ khác Khoát tay áo Nếu như đã làm ra quyết định Hiện tại hãy đi đi Vương dĩnh mềm lòng Không giống với triệu nhã làm việc quả quyết Một khi mà chính mình có một chút do dự Vậy khẳng định nàng ấy sẽ không nỡ rồi đi Lão sư Thấy lão sư đã quay lưng đi Vương dĩnh làm sao mà không biết Hắn dụng tâm lương khổ Thân thể mềm mại run rẩy nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống chúng ta đi thôi vì trưởng lão đi tới ừ vương dĩnh cũng gật đầu vì trưởng lão nhẹ nhàng thở ra bàn giao nguyễn hội trường một tiếng chúng ta không thể nào ở nơi đây lâu được càng sớm trở lại tổng bộ thì càng yên tâm thực sự vất vả lắm có thể xuất hiện được một vị thiên tài phải mau chóng đưa về tổng bộ cho thỏa đáng vạn nhất xuất hiện sai lầm muốn khóc cũng lại không kịp nữa nói xong lại quay người nhìn về phía trương huyền trương sư chúng ta cáo từ tiếng nói vừa kết thúc chân khí tịch cuốn cùng với vương dĩnh bay về phía không trung thời gian nháy con mắt liền đã biến mất nơi chân trời đi vào thế giới này thu đệ tử thứ nhất vương dĩnh nàng ấy đã rời đi mất rồi không biết qua bao nhiêu lâu lưu dương lại nhịn không được hô lên lão sư hết trường chương 2135-2136, lần thứ tư thiên nhận danh sư. Nguyễn hội trưởng cũng xoay người rời đi. Trường sư, chúng ta cáo từ. Trong sân, chỉ còn lại mỗi Tôn Cường và Lưu Dương. Xoay người nhìn lại, nhìn phương hướng hai người vương dĩnh biến mất. Chắp tay sau lưng, Trương Huyền vẫn không nhúc nhích. Đi rồi. Đều đã đi rồi. Trương Huyền lắc đầu, nên đi, Trung Quy sẽ đi. Nếu như là Long, không có khả năng một mực giữ mãi bên người. Nếu như không, làm sao có thể trưởng thành? Lão sư tìm như bị đau cắt, Lưu Dương tiến tới một bước, muốn nói điều gì, lại chỉ cảm thấy cánh tay siết chặt. Thôi, cứ để cho thiếu gia yên tĩnh một chút đi. Tôn Cường cũng thở dài, nhìn hắn một cái, thấy người sau lắc đầu, Lưu Dương lại gật đầu theo phía sau đi ra khỏi sân nhỏ hoàn toàn chính xác hiện tại lão sư không cần mình an ủi mà là một sự yên tĩnh đệ tử đã liên tiếp rời đi thực sự không hề dễ chịu ta lại có thể vì lão sư mà làm gì đấy đi ra khỏi cái sân nhỏ nhìn bầu trời đêm lưu dương lại nhịn không được nói điều ngươi có thể làm là chăm chỉ tu luyện không cô phụ thiếu gia tài bồi tôn cường nói Đúng như vậy. Triệu Nhã, Lộ Trùng, Viên Đào, Ngụy Như Yên, Trịnh Dương và Vương Dĩnh, bọn họ đều đã rời đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại mỗi ta. Ta lại muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể không cô phụ lão sự yêu ái. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Lưu Dương nheo lại. Khi trước mọi người cùng nhau tu luyện, một chỗ tiến bộ, tuy rằng hắn không phải là người nhanh nhất, nhưng không tính là người quá chậm, coi như vô cùng thỏa mãn. Nhưng bây giờ, cái loại cảm giác đó biến mất thay vào đó chính là áp lực nồng độc triệu nhã viên đào ngụy như yên và lộ trùng đều đã đi địa phương thích hợp về bản chất tu hành tiếp nhận truyền thừa mỗi khi mà triệt để kích hoạt tăng lên sự tình ván đã đóng thuyền trịnh dương và vương dĩnh thì lại đi địa phương thích hợp với thiên phú có truyền thừa hoàn chỉnh cùng với các loại vật tư tài bồi tiến bộ tất nhiên cũng sẽ không thể nào quá chậm nhưng chỉ còn lại hắn chỗ này nếu như tốc độ tu luyện chậm hơn người khác vậy chẳng phải là đại biểu cho lão sư không bằng những thế lực đó sao không được, tao phải thêm nỗ lực nhiều hơn. Ánh mắt ngưng trọng, Lưu Dương xoay người đi đến gian phòng của mình. Hắn muốn tu luyện, không thể nào lãng phí một chút nào thời gian. Đều là sư huynh sư đệ, thì hắn cũng lại chẳng muốn về sau gặp lại, bị đối phương bỏ xa, chính thức thành vững víu của lão sư. Ai... À... Không nghĩ tới Lưu Dương nói đi là đi, không một chút nào lưu lại. Tôn Cường im lặng. Thôi được rồi, không so sánh với những cuồng nhân tu luyện đó, Ta phải đi ra bên ngoài đi dạo mới được Thuận tiện nhìn xem Thành nguyên đế quốc này có mỹ thực gì đó ngon miệng hay không dỗi lưng một cái Tôn Cường lại đi ra ngoài Từ khi đi vào bên trong thanh nguyên thành Hắn vẫn phải bồi cho đám người huyền huyền hội Dừng lại ở trong viện Đến bây giờ không hề đi ra ngoài Chưa từng được chứng kiến cảnh đêm của phong hào đế quốc Vừa vặn bây giờ có thời gian Phải đi ra ngoài dạo một vòng mới được Hắn lại chẳng có hứng thú quá lớn đối với tu luyện nếu như không phải là thiếu gia tự mình giảng bài, tài nguyên cung cấp là vô hạn, thực lực khẳng định đã sớm đột phá tới bán thánh, không tới mức độ giống như bây giờ, một lọ không đầy, nửa bình lạch cạch. Yên tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng Trương Huyền cô đơn lạnh lẽo trước đó chưa từng thấy. Đệ tử hầu như đã đi hết, Lạc Như khi cũng đã rời đi rồi, tự hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại riêng mình hắn. Dường như lại trở về với thời điểm vừa mới xuyên việt đến thế giới này. Tùy thời bị khai trừ, môn hạ không một đệ tử. Hết thầy lạ lẫm như vậy và cô độc như vậy. Tuy rằng bọn họ ở bên cạnh ta lại có thể truyền thụ tri thức tốt hơn. Nhưng đã rời đi rồi, chắc là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực hắn cũng biết mọi người đã rời đi, đối với trưởng thành sẽ có lợi hơn. Nếu như giữ mãi bên người, sẽ chỉ hạn chế bọn họ phát triển. Đúng là không có lợi gì. Từng đạo ý niệm trong đầu chảy xuôi, trong nháy mắt Trường huyền dường như lần nữa bắt được tia linh cảm đó đúng như vậy lão sư ái sinh nghĩ kế sâu xa dạy dỗ đệ tử không phải là rèn binh khí một cái khuôn mẫu đã có thể chế tạo ra được rất nhiều bọn hắn nhất định phải trải qua nhân sinh của chính mình trải qua được hỉ nộ ai ố trải qua phấn đấu một mực giữ bên người dạy học như là nhồi cho vịt ăn là có thể để cho đối phương trưởng thành rất nhanh nhưng họ đã mất đi cơ hội được rèn luyện Thực sự cũng giống như là binh khí không được tôi luyện Vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả chân chính Một phương hào kiệt Nếu đã rời đi Cũng là cho thấy bọn họ muốn trưởng thành Trong đầu lắc lừa kịch liệt Tự như là lôi đình minh hưởng ngay sau đó ở trên bầu trời Có vô số khí tức đặc thù rơi xuống Trong nháy mắt bao phủ toàn thân Thiên nhận danh sư lần thứ tư Lực lượng đặc thù tràn vào thân thể Khiến cho tâm cảnh khắc độ của hắn gia tăng rất nhanh khi tất cả người bay vọt, mà cả người hắn cũng giống như là lâm vào bên trong một loại ý cảnh đặc thù, càng thâm ảo hơn. Đại sảnh nghị sự của chiến sư đường Đường chỗ, đây là mấy ngày nay chúng ta từ huyền huyền hội tổng kết ra lý luận chiến đấu. Nghe nói đều là chương sư chuyển thụ đó. Thần pháp điện Lục Vương Thu, điện chủ là khẽ đào cổ tay, lấy ra mấy quyển sách rất dày. Bọn hắn chỉ là đi huyền huyền hội học tập, cũng không phải là không trở lại nữa. Hình đường chủ tiện tay mở ra, cúi đầu nhìn, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Ừ, vị chương sư này quả nhiên là thiên tài, lý giải chiến đấu đã tới tình trạng nghe dợn hết cả người. Tuy rằng lý luận của hắn rất là đơn giản, lại trực chỉ hạch tâm tu luyện, bất cứ một vũ khí nào đặt ở trước mặt hắn cũng có thể nhẹ nhõm tìm ra được chỗ thiếu sót, tiến hành bài trừ. Xem hết thư tịch, chỉ thức chảy xuôi trong đầu một lần, hình đường chủ lại nhịn không được cảm khái tận mắt trông thấy mới biết được chiến đấu lại có thể như vậy không hổ danh là cao đồ của dương sư thực sự là đáng sợ đúng rồi đó hôm nay khi mà hắn giảng giải ta đã cẩn thận lắng nghe tuy rằng lý giải tri thức cực kỳ đơn giản lại có thể khiến cho người ta hiểu ra rất nhiều điều tu vi có tiến bộ sâu sắc trường pháp điện diêm thanh hải điện chủ lại mở miệng mấy vị điện chủ khác cũng lại nhẹ nhàng gật đầu nếu như mà nói khi trước, mọi người đối lập với gia nhập Huyền Huyền hội có một chút hơi mâu thuẫn trên tâm lý, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất, triệt để biến thành mừng rỡ. Chỉ cần nghiêm túc học tập lại có thể đoán ra, sức chiến đấu trình thể của chiến sư đường bọn họ sẽ tăng lên rất nhanh. Xem ra lần này trao đổi với nhau chính là chính xác. Hình Đường chủ cũng có sự đồng cảm, cảm khái một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại cảm nhận được điều gì, đồng tử co rút. Có rất nhiều điện chủ cũng giống như trước cảm ứng được Từng người một vội vã đứng dậy Mau đi tới nhìn xem Không chần chừ chút nào thân thể của hình đường chủ thoáng một cái Chạy nhanh ra bên ngoài Thời gian nháy con mắt đi vào bên trong một đại điện cách đó không xa Nơi đây là bài vị tổ tiên các thời kỳ của chiến sư đường Càng có pho tượng của tổ sư khai phái Đi vào bên trong Lập tức chứng kiến rất nhiều bài vị Cùng với những pho tượng của tổ sư khai phái Đang không ngừng lắc lư Giống như nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng đây là thế nào vậy? Lục vương thù biến sắc. Hắn tới đây hơn 800 năm, cái loại tình huống này là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí trong lịch sử của chiến sư đường chưa từng nghe nói qua một chuyện gì đó tương tự. Đang không biết đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì, liền chứng kiến rất nhiều bài vị đồng loạt quay về một hướng ngã sắp xuống, mang theo vẻ thành kính. Phò tượng tổ sư khai phái cũng đã quỳ trên mặt đất, giống như nhìn thấy một sự tồn tại khiến cho hắn thật lòng không phục. Điều này, vậy chẳng lẽ là nghĩ tới một sự kiện đồng tử của hình đường chủ co rút là gì chứ mọi người lại nhìn qua chiến sư chủ tù chiến đấu chi thức ở trên đó lại uyên bác kém xa danh sư vạn sư triều bái cúi đầu nghe lệnh cái này là có thiên nhận danh sư xuất thế sao bờ môi phát khô hình đường chủ lại run rẩy thiên nhận danh sư sắc mặt tất cả mọi người lại trắng nhợt Lục nhiên, hắn là một vị danh sư học đồ của danh sư đường thanh nguyên đế quốc. Bình thường đều là do hắn chịu trách nhiệm quét sạch và chỉnh lý phong sư điện. Ngày hôm nay vốn là một ngày nghỉ, ai ngờ người thay thế hắn lại tạm thời có việc, hắn lại bị gọi tới chỗ này. Hà, đã hẹn lại Yên đi gặp mặt cha mẹ của nàng ấy rồi, bây giờ lại còn cho leo cây, chắc là sẽ bị mắng chết mất. Mày nhíu lại thành nút, vẻ mặt cực kỳ mất hứng. Không có tới chỗ này, tối nay khẳng định đã đi hẹn hò, có lẽ dưới sự động tình, có thể ôm mỹ nhân về nhà, kết thúc kiếp sống độc thân. Bây giờ thì tốt rồi, không biết là còn phải ngủ một mình tới khi nào nữa. Càng nghĩ lại càng cảm thấy phiền muộn. Hừ, chỉ là mấy cái bài vị mà thôi, không tới mức độ mỗi ngày phải trông coi chứ. Đẩy cửa phòng đi ra, nhìn đại điện trống trải, lục nhiên lắc đầu. Phòng sư điện là nơi để bài vị của các vị tiền nhân cùng với pho tượng của khổng sư. Bất quá, những thứ này đều là tử vật bình thường quét dọn thoáng qua vài cái vậy là được, không cần phải mỗi ngày phải tới, thậm chí lại còn phải trông. Ai, à, thôi được rồi, hiện tại ta chỉ là một học đồ, chỉ cần kiên trì nửa năm nữa, đợi thành danh sư chính thức mà xem, ta không cần phải làm những cái việc thấp kém như vậy. Hiện tại hắn chỉ là một học đồ bình thường, chỉ có thể làm một ít sự tình quét dọn, sửa sang. Bất quá, một khi đã trở thành một danh sư chính thức, địa vị sẽ hoàn toàn bất đồng, Mặc dù ở Thanh Nguyên Đế quốc, danh sư nhất tinh không coi vào đâu, nhưng mà dù sao cũng là danh sư, có địa vị khiến cho người ta phải kiêng kỵ, không cần phải giống như bây giờ phải nhìn sắc mặt của người ta gọi dạ bảo vâng. À, được rồi, ngủ một giấc đi, ngày mai ta đi xin lỗi La Yên cũng được." Rỗi lưng một cái, đi vào nơi hẻo lánh của đại điện, Lục Nhiên lại xếp mấy cái bồ đoàn thành hàng nằm nghiêng ngả phía trên, đang định đi ngủ, đột nhiên lại cảm thấy đại điện lắc lư kịch liệt. "Ối!" làm làm sao vậy? hắn hoàng sợ vội vã ngồi bật dậy. nơi này chính là danh sửa đường, là địa phương quan trọng nhất của toàn bộ Thanh Nguyên Đế Quốc. bốn phía có đủ những loại trận pháp, cho dù có địa chấn, cù lũ bất ngờ thì cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới. làm sao mà xuất hiện kịch liệt lắc lư như vậy được? đang cảm thấy kỳ quái, liền chứng kiến vô số bài vị từ trên bàn nhảy xuống. ơ ờ, cái này cái này! sắc mặt của Lục Nhiên trắng nhợt, toàn thân run bắn loại tình huống đó chưa từng nói là gặp qua, nghe nói cũng chưa từng nghe thấy. Những bài vị này đều là tử vật, chỉ là điều khắc tính danh cùng với sự tích của các tiền bối danh sư đường. Trước kia thời điểm mà hắn quét dọn, lỡ tay làm ngã qua nhiều lần cũng lại đâu có gì đâu. Tại sao giờ phút này cứ giống như là một vật sống từ trên mà nhảy xuống dưới? Rồi trên mặt đất, bài vị chỉnh tề lại đứng thành hàng, giống như là có sinh mệnh, đồng loạt lại nhắm về một hướng hạ bái. Thân thể hắn cứng đơ không dám động, lục nhiên lại trốn, trốn ở nơi hẻo lánh, hai tay lại dốc sức liều mạng che miệng sợ mình phát ra một âm thanh gì đó đang khẩn trương không biết phải làm thế nào cho đúng liền chứng kiến pho tượng của khổng sư lúc này một mực không hề nhúc nhích cũng lại khôi phục lại linh động xoay người lại nhìn về phương hướng đó ánh mắt thâm sâu và xa xăm giống như là một người sống cắn chặt hàm răng hồ hấp của lục nhiên lập tức dừng lại ngay sau đó liền chứng kiến tảng đá điêu khắc khổng sư nhẹ nhàng ngoặt xuống hai tay ôm quyền đạo hiếu người tốt Hết chương. Chương 2137-2138, Trường Huyền đi dạo kỹ viện, phần thượng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Trường Huyền lại chậm rãi mở mắt. Lần này thời gian thiên nhận danh sư dài hơn khi trước rất nhiều, ở dưới khi tức đặc thù rèn luyện, tinh thần cả người trở nên càng thêm linh hoạt, ý niệm lại càng thêm tinh khiết. Dù rằng thực lực không có tiến bộ, tư duy lại trở nên càng thêm rõ ràng, tốc độ phản ứng lại càng ngày càng nhanh mình lý chỉ nhãn cũng đã trở nên càng thêm tinh khiết chỉ cần hắn muốn che giấu từ bề ngoài coi như là dân sư bát tinh cũng không cách nào có thể nhìn ra được hơn nữa trước kia chỉ có thể nhìn thấu thiếu sót của người tu vi cao hơn hắn ba bốn tiểu cấp hiện tại có thể xem thấu được tu vi đã tương tự với lực chiến đấu của hắn nói cách khác có thể thấy được lỗ thủng cùng với khuyết điểm của nguyên thần cảnh đỉnh phong về sau gặp được loại cường giả này coi như là không cần thư viện chỉ dùng minh lý chỉ nhãn cũng có thể biết được rõ mấu chốt nhẹ nhóm đánh bại mình lý chỉ nhãn biến hóa chỉ là một chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất, tâm cảnh khắc độ của ta lần nữa tăng lên được 2 điểm. Cực kỳ hưng phấn. Mình lý chỉ nhãn biến hóa tuy rằng rất lớn nhưng mà muốn nói khiến cho hắn cao hứng nhất chính là về tâm cảnh khắc độ. Trải qua lần thiên nhận danh sư lần này lại có thể gia tăng đến 2 điểm. Khi trước trải qua phòng thánh kiếp, tâm cảnh khắc độ đã đạt tới 23,1 lại có thể so sánh với danh sư thất tinh thượng phẩm, nhưng bây giờ lần nữa bạo tăng đến 2 điểm, đạt tới lại có thể so sánh với danh sư bát tinh trung phẩm rồi. Có được loại tâm cảnh đó thì triển ra sư Ngôn Thiên Thụ, coi như là danh sư thất tinh đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm mà chúng chiêu bị mê hoặc thành đệ tử của hắn. Biết rõ phương pháp tu luyện, danh sư bát tinh hạ phẩm chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nắm đấm hắn siết chặt. Sư Ngôn Thiên Thụ mê hoặc cần phải công pháp hoàn mỹ vô khuyết, phù hợp với đại đạo mới được có thể đạt tới danh sư bát tình, tâm cảnh siêu nhiên, công pháp trụ cột đã ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu có thể biết rõ được pháp quyết tu luyện của đối phương, hơn nữa tìm ra được phương pháp chính xác, mê hoặc chắc chắn không phải là việc khó. Tâm cảnh đạt tới, xem ra phải tăng ra tốc độ tu luyện, mau chóng khảo hạch danh sư thất tình. Thở ra một hơi. Danh sư khó tu luyện nhất chính là về tâm cảnh, tâm cảnh đạt tới, tu luyện có thể nhanh hơn. Xử lý xong xuôi sự tình chiến sư đường, mọi người hữu hảo trao đổi, trùng đụng cực kỳ vui vẻ không cần phải lo lắng đã như vậy cũng nên phải xử lý một chút chuyện của mình đi danh sư đường dạo qua một chút nhìn xem bằng hữu cũ thuận tiện lấy được huy chương thất tình thời điểm khảo hạch lục tinh hắn đã lựa chọn thăng cấp quốc gia khó khăn nhất hoàn thành cái này thời điểm khảo hạch thất tình sẽ không cần phải khảo hạch lần nữa hoàn toàn có thể trực tiếp ban cho đẳng cấp huy chương đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ phụ tu và tâm cảnh tâm cảnh không cần phải nói khảo hạch danh sư bát tinh cũng đã đủ rồi chủ yếu là phụ tu Hiện tại, hắn đã tới thất tinh chỉ có Khải Linh sư mà Âm sư và Độc sư, luyện đan, luyện khí đều chỉ là có lục tinh. Trong đó, Khải Linh không thuộc về chức nghiệp đặc thù, Độc sư lại không thể nào lấy ra, tính đi tính lại, phụ tu đã tới thất tinh chỉ có đúng một. Muốn thông qua được danh sư thất tinh, cần phải bảy phụ tu thất tinh. Hiện tại ngoại trừ giám bảo cùng với vu hồn, những chức nghiệp khác đều đã tới lục tinh đỉnh phong rồi. Hiện tại, hắn tổng cộng là có được 12 chức nghiệp phụ trợ, theo thứ tự là khải linh sư thất tinh, mà âm sư thất tinh, độc sư thất tinh, luyện đan sư lục tinh, y sư lục tinh, thư họa sư lục tinh, thuần thú sư lục tinh, thiên công sư lục tinh, kinh hồng sư lục tinh, trận pháp sư lục tinh, giám bảo sư ngũ tinh cùng với vu hồn sư. Khải linh sư, độc sư vu hồn sư không thể nào dùng. Nói cái khác, phải từ trong 9 cái còn lại tuyển chọn ra được 7 cái, khảo hoạch tới thất tinh. Trận pháp sư, ta đã đào tới thất tinh rồi, Hàn hội trưởng cũng đã đáp ứng giúp ta xin, chắc là cũng phải xin thành công, trực tiếp lấy đi vậy là được. Tại không vô cùng nhẹ nhàng học tập trận pháp đến thất tình đỉnh phòng Hàn hội trưởng thân là thanh nguyên đế quốc trận pháp sư công hội hội trưởng đã sớm đáp ứng giúp hắn xin đẳng cấp cũng không cần phải phiền toái đi khảo hạch lại. Tính đi tính lại cũng chỉ có hai chức nghiệp thất tình, còn cần phải khảo hạch thêm năm môn nữa. Ừm, lấy thân phận của ta bây giờ trực tiếp đi công hội đối ứng đọc sách, tốc độ nhanh mà nói. Trong một ngày chắc đã có thể thi xong rồi Nhẹ nhàng cười cười Khảo hạch phụ tu Đối với người khác mà nói Cần một lần nữa học tập một môn tri thức Tiểu phí không biết bao nhiêu lâu Nhưng đối với hắn mà nói Không coi vào đâu hết Tốc độ nhanh chóng mà nói Một ngày đã có thể hoàn thành Thì chậm cũng lại không quá hai ngày Các loại công hội luyện đan sư Y sư, thuần thú sư Nơi đây chắc là phải có Chỉ là không biết lại có kinh hồng Thiên công và thư họa hay không Thành Nguyên Thành cụ thể có công hội gì, lại phân bố tại địa phương nào, hắn lại cũng chẳng rõ ràng lắm, cần phải tìm người hỏi thăm, lại có thể làm cho tốc độ khảo hạch nhanh chóng hơn một chút. Tôn Cường! Tôn Cường! Ra khỏi phòng, hắn hô lên vài tiếng. Chỉ cần tới một chỗ nào, Tôn Cường đều sẽ đi ra bên ngoài nghe ngóng tin tức, tìm hắn hỏi thăm, đúng là tốt nhất. Lão sư, đêm hôm qua Tôn Quản gia đã đi ra ngoài rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Lưu Dương đi tới, Đêm hôm qua, Tôn Cường cùng với hắn phân biệt, liền đã rời đi. Đến sáng hôm nay cũng lại không hề phát hiện ra tung tích. Trương Huyền nhíu mày. Người lại có biết hắn đi đâu không? Ta lại cũng không rõ ràng, nhưng bất quá ta đã nhờ bằng hữu chiến sư đường đi ngay ngóng rồi. Lưu Dương vội nói. Ừ. Trương Huyền gật đầu, bàn giao một câu. Đợi hắn trở về, bảo hắn tới tìm ta. Trước kia, Tôn Cường cũng đã có tình huống qua đêm không về, Lần này không cần phải lo lắng để cho người chiến sư đường đi tìm, so với hắn đi tìm phạm vi lại càng rộng lớn hơn. Vâng. Không nói thêm nhiều lời, trường huyền đi đến chỗ của hình đường chủ. Nếu như tôn cường không có ở đây, thì chỉ có hắn mà hỏi thôi. Trường sư lại muốn khảo hạch phụ tu, trùng kết cái danh sư thất tinh sao? Nghe được mục đích mà hắn tới, hình đường chủ lại cười. Ừ, không sai. trương huyền gật đầu. Tề Lão chính là y sư công hội Lão hội trưởng. Y thuật của người cao minh như vậy để cho hắn hỗ trợ xin huy chương thất tình đúng là không khó đâu. Y sư chắc là không cần phải khảo hạch rồi. Hình đường chủ lại cười nói. Luyện đan sư công hội hội trưởng Ngô Hóa Vũ, Ngô Đan Sư, nghe được tin tức ngươi đang ở chiến sư đường chúng ta, tính toán tới đây bái phòng. Căn cứ ta cùng với hắn đối thoại, chắc là đã giúp người xin huy chương luyện đan sư thất tình, tính toán cũng tự tay mà tiến đưa tới rồi. Sao? Ngô Hóa Vũ, Trường Huyền dững sờ. Người này thông qua bia đá đưa tin tại đan viện cùng với mình tiến hành luận đan, chỉ điểm cho hắn không ít, đoạn tục thảo cũng là nhờ hắn hỗ trợ mà xin. Vốn lại còn tưởng rằng cái gì lại cũng không hiểu, một tiểu lâu la, không nghĩ tới hắn là thanh nguyên luyện đan sư công hội hội trưởng. Về sau, thời điểm tiến đưa đoạn tục thảo lại còn đi qua hồng viễn đế quốc, đáng tiếc hắn vừa vặn không có mặt cho nên không gặp được. Hai chức nghiệp luyện đan sư và y sư không cần phải khảo hạch, Vậy hiện tại chẳng khác nào đã có bốn chức nghiệp thất tinh rồi. Vậy bây giờ chỉ cần có ba cái nữa, vậy là được rồi. Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Vốn đi thì một lần cũng lại không biết tiêu phí bao nhiêu công phu, nhưng bất quá có thể bớt đi việc, vậy tự nhiên là tốt hơn rồi. Thuần thú sư công hội không có ở bên trong nội thành, trong sơn mạch cách nơi này đại khái là hơn 100 dặm. Kinh Hồng Sư, Giám Bảo Sư cùng với Thư Họa Sư ngược lại đều có trong nội thành. Còn có Thiên Công Sư công Hội, Thanh Nguyên Thành không có. Hình đường chủ giải thích. Nếu như vậy, ta sẽ đi kinh hồng sư công hội khảo hạch trước. Trương Huyền gật đầu. Thuần thú sư công hội không ở trong thành, đã như vậy không bằng trước tiên khảo hạch ở nội thành có, sau đó khảo hạch xong đã rồi nói. Vậy được rồi, ta sẽ mang người đi. Hình đường chủ gật đầu. Không cần phải phiền đường chủ đâu, chỉ cần người nói cho ta biết được vị trí cụ thể, ta sẽ tự mình đi, vậy là được rồi. Trương Huyền cười cười khảo hạch chức nghiệp phụ tu mà thôi, không cần phải để cho chiến sư đường đường chủ phải đi cùng. Thực sự muốn như vậy, quá mức kinh thế hái tục, muốn điệu thấp là cũng điệu thấp không được. À, vậy cũng được, nhưng bất quá, phân bộ của kinh hồng sư công hội ở thanh nguyên đế quốc, người đi tương đối sẽ lúng túng đó. Hình đường chủ đã cười khổ. Hử? Ừ, lúng túng? Đúng rồi, trường sư đã học được chức nghiệp kinh hồng, nên biết cái chức nghiệp đó lấy múa làm nôi giới. Nhưng địa phương vũ đạo dễ dàng hòa nhập với thực tế nhất đó chính là Tái Xuân Lâu. Hình đường chủ nói. Tái Xuân Lâu? Trường Huy lại nghi hoặc. Cái này là tên của kinh hồng sư phân bộ sao? <laughs> vâng, là kỹ viện đó. Vẻ mặt của hình đường chủ tràn đầy sự lúng túng. Kỹ viện? Khói miệng của Trường Huy lại co rút. Vâng, nhưng mà không phải là cái loại giống như là người nghĩ, các nàng ấy chỉ bán nghệ không có bán thân, chỉ vì kinh Hồng Vũ thôi. Dù rằng như vậy, mỗi ngày cũng lại hấp dẫn vô số nhân vật nổi tiếng tới, nhân khí rất là thịnh vượng. Hình Đường Chủ nói, có thể tu luyện ra kinh Hồng Vũ, không thể nào nghi ngờ phải là mỹ nữ trong mỹ nữ, dáng người thật là uyển chuyển, coi như không có bán thân, một làn điệu cũng có thể hấp dẫn vô số người mê muội. Nhưng chỉ là đường đường chức nghiệp đặc thù lại có thể mở kỹ viện sao? Khiến cho hắn cảm thấy có một chút hơi khó tin Tổ sư khai phái của Kinh Hồng Vũ Công tôn tiền bối Khi còn trẻ tuổi đã bị diệt cả nhà Vì báo thù đã từng làm vũ cơ Về sau đại thù được báo Ở dưới khổng sư chỉ điểm Sáng lập ra chức nghiệp này Nhưng bất quá Thân phận vũ cơ vẫn lại truyền thừa xuống Có rất nhiều Kinh Hồng sư phân hội Kỳ thực đều là kỹ viện Đường chủ nói Trương Huyền gật đầu sự tình công tôn tiền bối sáng chế ra kinh hồng vũ hắn cũng biết nhưng bất quá thư tịch mà hắn đọc là học viện sàng lọc và tuyển chọn vì danh tiếng của danh sư chắc là tận lực giới thiệu vũ cơ rất là giản lược nếu như không chắc chắn hắn phải biết rõ sau khi khổng sư biết rõ được chuyện này cũng lại không quá khinh thường ngược lại còn nói trên cõi đời này không có chức nghiệp nào thấp hèn chỉ có sinh mệnh là thấp hèn coi như vũ cơ chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ điểm mấu chốt của bản thân cũng phải đáng giá và tôn trọng nguyên nhân chính là bởi vì như vậy cái chức nghiệp này mới thành chức nghiệp đặc thù không bị đào thải đi ừ. trương huyền đáp một tiếng khổng sư nói rất là đúng chức nghiệp lại có tôn quý nhất cho dù là bình thường nhất cũng đáng được tôn kính không nên bị miệt thị không hổ danh là khổng sư quả nhiên kiến giải phi phàm vậy người nói tái xuân lâu này là ở địa phương nào trong lòng rất bỏ thành kiến trương huyền nói đó là cách chiến sư đường không tính là quá xa. Đi ra bên ngoài, rẽ về bên trái, đại khái là 5-6 dặm đã có thể chứng kiến. Hình đường chủ nói. Được rồi, ta đi tới nhìn xem. Lại hỏi thăm vị trí cụ thể của hai công hội còn lại, Trương Huyền mới ôm quyền cáo từ. Giờ chỗ ở của hình đường chủ vẫn còn chưa đi ra khỏi chiến sư đường, liền thấy một nữ hài vội vã đuổi theo. Trương Sư, người muốn đi ra ngoài sao? Mang ta đi cùng có được không? nữ hài mặc quần áo màu lam nhạt hoàn mỹ vòng quanh dáng người mỹ lệ dây lưng lụa màu vàng nhạt đeo ở bên hông là một vòng tròn phía trước cùng với bờ mông phía sau cực kỳ đột xuất từ xa nhìn lại giống như là yêu tình tùy thời có thể nhảy qua cầu tâm phát người không phải là ai khác đúng là yêu nghiệt hội hội trưởng hồ yêu yêu trương huyền trở thành viện trưởng yêu nghiệt hội liền đã giải tán nàng ta danh chính ngôn thuận gia nhập huyền huyền hội đã trở thành một trong các tu luyện giả cường đại nhất theo ta sao cũng được Thấy là nàng, Trường Huyền cũng gật đầu. Hồ Yêu Yêu ở danh sư học viện là chủ tu kinh hồng vũ, càng là đệ tử thân truyền của vệ trưởng lão. Nếu như mà muốn đi kinh hồng sư công hội, mang nàng ta theo, đúng là không có gì. Chúng ta lại cũng muốn đi. Đáp ứng đối phương, vừa định đi về phía trước, lại nghe có một vài tiếng hô vang lên. Quay đầu nhìn qua, Ngọc Phi Nhi và Lạc Thất Thất chẳng biết từ khi nào cũng chạy theo tới. Thấy trong đôi mắt đẹp của hai người lại mang theo đầy sự khát vọng, Trường Huyền lắc đầu, lại khuyên can nói. Các người không cần phải đi đâu. Chỗ này không quá thích hợp. Không thích hợp? Vậy dựa vào cái gì mà yêu yêu có thể, nhưng mà chúng ta lại không thể? Ngọc Phi Nhi lại hơi dương tú mi. Nàng ta luôn luôn nóng nảy. Nếu như mà đối phương không mang theo ai vậy thì thôi. Vậy dựa vào cái gì mà mang hồ yêu yêu đi, mà lại không mang theo các nàng được? Vậy chẳng lẽ hồ yêu yêu kia có đặc thù gì? Tuy rằng là thất thất không có nói, nhưng mà cũng mang theo nghi vấn đồng dạng. Thì... À... Ta là muốn đi tái xuân lâu Cũng chính là kỹ viện đó Tiểu thư khuê các lại không quá phù hợp đâu Trường huyền lại giải thích Đi kỹ viện Người Người mang hồ yêu yêu đi kỹ viện sao Liếc mắt nhìn nhau Ngọc Phi Nhi và Lạc Thất Thất đồng thời xòe bàn tay ra Ngăn ở phía trước Không được Tuyệt đối không được Thôi thôi đừng có mà làm rộn lên Ta đi là làm chính sự Trên mặt Trường Huyền đúng là không vui bình thường đối đãi với hai người kia cũng xem như là rất thoải mái có vấn đề gì một mực kiên nhẫn chỉ điểm như thế nào lúc này tự nhiên lại đùa nghịch tính tình rồi thấy hắn tức giận ngọc phi nhìn lại cắn môi Trường sư ngươi là danh sư sao có thể đi cái loại địa phương đó chứ nếu như mà quả thật người muốn đi ta lại có thể giúp ngươi ừ? người giúp ta Trường huyền lắc đầu giúp ta làm sao mà giúp chứ Người có thể giúp ta lấy ra được huy chương kinh hồng sư Còn là huy chương thất tinh hay không Cái gì lại cũng không biết liền đã mở miệng nói muốn hỗ trợ Đúng là khờ mà Hắn lại lắc đầu Thôi được rồi Năng lực của người có hạn thôi Không thể nào giúp ta được <laughs> Năng lực có hạn Ta chỗ nào mà có giới hạn chứ Rõ ràng ta rất là lớn đó Có được hay không Ngọc Phi nhìn lại nghiến rằng nghiến lợi Ướn ngực lên một cái Đối phương là nói thân hình của mình không có bằng hồ yêu yêu sao Không phải là ta lớn hơn một chút đó sao Bản thân đâu có kém Lại còn nói Cái gì mà năng lực có hạn Làm sao mà người biết được năng lực của ta có hạn chứ Đang phiền muộn lại chợt ngay thanh niên kia nói tiếp Tái xuân lâu là phân bộ của kinh hồng sư công hội Ta lại muốn đi tới khảo hạch kinh hồng sư Vậy thì chuẩn bị huy chương danh sư thất tình nữa Hồ yêu yêu chủ tu chức nghiệp kinh hồng Đi tới lại có thể tham mưu cho ta Còn ngươi là chủ tu trận pháp Thì làm sao ngươi có thể giúp ta được Trường Huỳnh lại tràn đầy im lặng. Kinh hồng sư chức nghiệp, người chưa từng tiếp xúc qua, người lại còn nói muốn hỗ trợ, thực sự đúng là ngây thơ. Ừ, kinh hồng sư công hội, phân bổ, khảo hạch kinh hồng sư thất tinh. Khóe miệng co quắp, Ngọc Phi Nhi lại sững sờ tại chỗ, sắc mặt thoáng cái có một chút xấu hổ đỏ bừng. Hiển nhiên, coi như nàng có là thân công chúa, đối với chuyện này cũng đúng là không rõ ràng lắm. Thế mà còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì, trực tiếp lại còn nghĩ sai May mà đối phương nghe không có thấu Nếu như không thực sự là không có mặt mũi mà thấy người Nhưng tại sao phân bộ của kinh hồng sư sẽ ở trong kỹ viện Nói chuyện là hồ yêu yêu Tự hồ nàng ta thân là kinh hồng sư Nhưng mà cũng không thể nào rõ ràng Kỳ thực hắn lại cũng giống như là Ngọc Phi Nhi Thực sự cho rằng trương sư mang nàng đi chỗ đó Vẫn là hơi có một chút xoắn suýt Nếu như mà quả thực là đưa ra một ít yêu cầu vô lý Vậy có nên cự tuyệt hay không Không nghĩ tới cái chuyện này lại là phân bộ của kinh hồng sư chức nghiệp kinh hồng sư này xuất thân từ vũ cơ chỉ có thường xuyên biểu diễn cho người bất đồng mới có thể tiến bộ nhanh hơn phát huy ra được sức chiến đấu mạnh nhất vì vậy ngoài trừ kinh hồng sư của danh sư học viện chúng ta phân bộ khác cơ bản đều là kỹ việt giống như hiểu được lạc thất thất lẻ lưỡi một cái còn một chút lúng túng vội vã giải thích không nghĩ tới nữ hài này lại có thể biết được trường huyền lại hơi sừng sốt sau đó gật đầu nghe rõ là chuyện gì trên mặt ngọc phi nhi lại càng thêm khô nóng bất quá vẫn ngẩng đầu nhìn tới vẻ mặt đầy sự kiên định ta vẫn muốn đi xem ừ um, ta cũng đi lạc thất thất cũng nói à, thôi được rồi thấy khuyên can mãi không được trương huyền chẳng muốn tiếp tục nhiều lời dù sao chỉ là đi khảo hạch đẳng cấp lại không phải là đi làm gì mang theo cũng đâu có quan trọng chứ bốn người ra khỏi chiến sư đường, một đường đi về phía trước. Sau khi đi khoảng chừng năm sáu dặm, quả nhìn thấy một kiến trúc rất lớn xuất hiện trước mặt. Vẫn còn chưa tới, liền thấy có tiếng người huyền náo, không ít người ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Tới nơi này, hầu như đều là nam tử trẻ tuổi, hơn nữa, nhìn quần áo đều cực kỳ xa xỉ. Ây à, thật là đẹp, thật sự là quá đẹp đi mà. Đúng rồi, nếu có thể cùng với tiên nữ này ở với nhau một đêm, cho dù là có chết cũng đáng. Chết một lần sao? Chết mười lần thì cũng đáng. Thôi, không nên nói nhiều. Động tác mau chóng một chút đi. Kinh hồng vũ của tử yên tiên tử sắp bắt đầu rồi đó. Xung quanh nghị luận, từng thanh niên lại đi vào bên trong rất hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng. Ồ, oh, xem ra chức nghiệp kinh hồng ở thanh nguyên đế quốc này rất là được hoan nghênh. Trường Huyền lại gật đầu. Công hội khác đi qua không ít nhưng mà náo nhiệt thế này thực sự là hiếm thấy. <laughs> náo nhiệt chưa chắc là vì chức nghiệp đâu Ngọc Phi nhìn lại hừ một tiếng <laughs> Đi thôi Trường Huy lại cười cười Cũng không nhiều lời nhấc chân đi vào bên trong Những người này ngấp nghé mỹ mạo của kinh hồng sư Thì đúng là một nhân tố Nhưng mà hơn nữa đó chính là Chức nghiệp kinh hồng ảnh hưởng cùng với trợ giúp đối với linh hồn Nếu như mà không có cái đó Tất cả mọi người là tu luyện giả Còn không tới mức độ vì một nữ tử mà động tâm Khó có thể tự mình kiềm chế Vị huynh đệ kia Người đây là vào tái xuân lâu Vẫn còn chưa đi tới trước mặt Có một thanh niên kinh ngạc nhìn qua Biểu lộ như là gặp quỷ Hử? Ừ? Làm sao vậy Trường Huyền nói Là một vị thanh niên thoạt nhìn hơn 30 tuổi Thực lực lại còn mạnh hơn cả mình cả một tia Đã tới thánh vực tam trọng sơ kỳ Bằng với chừng đó tuổi đã có cái loại thực lực này Xem xét liền biết chắc là giá thế bất phàm Ờ không có gì Nhưng mà chẳng qua Đúng là cảm thấy hơi kỳ quái liếc nhìn đám người hồ yêu yêu thanh niên vội vã lắc đầu bên người đã có ba mỹ nữ sắc nước hương trời rồi người lại còn vẫn muốn tới kỹ viện nữa lá gan thật là lớn mấu chốt nhất là ba người này vẫn có thể đồng ý với người nhìn ra ý nghĩ của hắn trường huyền chẳng muốn giải thích lại tiếp tục mang theo ba nữ hài đi tới trước cửa một gã xài vặt lại ngăn ở cửa vào có hẹn trước chưa Trường huyền lắc đầu ta tới nơi này là công việc muốn làm không phải là Hừ, hmm. tới nơi này đều lại nói có việc, không hẹn trước, xin mời trở về. Hiện tại chúng ta đã đầy khách rồi, có những người đi vào không thể nào thấy được tự yên tiên tử đâu. Khuôn mặt của gã sai vật không hề kiên nhẫn, tự hồ căn bản đâu có quan tâm đối diện là ai, lại có cái loại thực lực thế nào. Xem ra cái loại tình cảnh này quá nhiều xuất hiện, cũng lại biết không ai dám quấy rối ở bên ngoài kinh hồng sư công hội. Chúng ta không phải là tới xem có một chút không vui, Trương Huyền đang muốn giải thích, liền thấy thanh niên vừa rồi cùng với hắn nói chuyện đã đi tới trước mặt, nhướng mày. "Thôi được rồi, vị này là bằng hữu của ta. Như thế nào, bằng hữu của ta lại muốn đi vào mà cũng cần phải sớm hẹn trước sao?" oh nguyên lai là bằng hữu của Sở công tử, tại hạ đúng là không dám." Gã sai vặt lại vội vã cúi đầu, vẻ mặt đầy sự cung kính. Uhm, không dám là tốt." Nhẹ nhàng gật đầu, Sở công tử lại quay đầu nhìn về phía Trường Huyền. Vì bằng hữu này Ta đã sớm đặt phòng rồi Mau chóng đi đi Ờ à, Điều này Trường Huy lại nhíu mày Ê, Không có hẹn trước Là không thể nào vào được đâu Ngay cả đi mà cũng không đi được Thì làm sao có thể làm được điều gì Sở công tử lại cười cười Ờ à, Cũng phải Thấy người đi vào bên trong tái xuân lâu nối liền không dứt, không hề hẹn trước thì thực sự có khả năng không thể nào được vào. Đơn giản là không cách nào có thể vào được, náo ra một trận mà nói, người sẽ cực kỳ mất mặt. Thôi được rồi, bù không được nổi mất. Rõ ràng thứ đó, Trương Huyền đành phải gật đầu. Vậy, đa tạ người. Không cần phải khách khí. Nhìn về huynh đệ này mang theo mỹ nữ mà tới, xem xét liền biết là người trong nghề rồi. Trợ giúp lẫn nhau, chắc là... Ánh mắt của sở công tử lại chớp chớp, một bộ ta hiểu ta hiểu mà. Ờ, ta tà thấy biểu lộ của hắn, Trương Huy lại biết chắc chắn hắn hiểu lầm rồi. Muốn giải thích, chỉ thấy đối phương về mặt cực kỳ ngạo nghễ. <laughs> Yên tâm đi, vợ của bạn không thể nào ức hiếp. Ta là bằng hữu, nữ nhân của người ta tự nhiên sẽ tôn trọng. Yên tâm đi. Trương Huy lại nâng chán. Náo tới mức độ nào rồi? Thôi được rồi, còn không bằng không giải thích, nếu như không càng thêm phiền toái. Đi theo sau lưng sợ công tử, không bao nhiêu lâu sau, đi vào bên trong một gian phòng tại lầu 2 gian phòng vô cùng sạch sẽ có thể nhìn hết toàn bộ tái xuân lâu quan trọng hơn nữa đó chính là bên trong có mấy gian phòng cực kỳ rộng rãi xem xét liền biết bao xuống cái này là giá trị xa xỉ thiếu gia vừa vào bên trong liền chứng kiến có mấy nữ tử tiến tới nghênh đón từng người một dung mạo bất phàm tuy rằng kém với đám người hồ yêu yêu một đoạn nhưng mà đều là mỹ nữ trong trăm có một ừ. Uhm. sở công tử gật đầu lại nhìn về phía trường huyền những người này đều là bằng hiếu của ta trước khi tới hãy bảo các nàng ấy tới đây chờ trước xem xong kinh hồng vũ hồn cũng đã đi ra không tiết một chút hỏa ta lại sợ rằng chịu không nổi ừ? tiết hỏa đúng rồi tái xuân lâu kinh hồng sư bán nghệ không có bán thân những kỹ thuật nhảy eo nhỏ tư thái và mùi vị chỉ cần nhìn qua một cái câu người ngay cả mạng lại cũng không còn chỉ nhìn không có biện pháp mà ăn ai có thể chịu được chứ Sở công tử lắc đầu Huỳnh đệ lại mang mỹ nữ tới Xem xét <laughs> Chắc cũng biết là người trong đồng đạo rồi <laughs> Ta tới chỗ này Không phải là bởi vì chuyện đó Nghe cái tên gia họa này càng nói càng vô nghĩa Trường huyền lại nhịn không được Ta là muốn đi tìm kinh hồng sư Ai, Tất cả mọi người đều là nam nhân Ta hiểu mà Ai mà tới nơi này không phải là vì đi tìm kinh hồng sư mà phải rồi, còn không biết huynh đệ này xưng hô thế nào. Tại hạ là sở tường. Nở nụ cười thoáng qua một cái, sở công tử lại tự mình giới thiệu. Ờ, à, nguyên lai là sở tường công tử. Tại hạ Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu. Lần trước đã dùng tên giả ăn đầy thiệt thòi, lần này chẳng muốn tiếp tục nữa, trực tiếp nói luôn cái tên thật. Dù sao, mục đích tới đây cũng đâu phải là bởi vì muốn nhìn tiền nữ, mà là khảo hạch kinh hồng sư. À, nguyên lai là Trương Công Tử, Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cười cười, tuy rằng ngoài miệng sở tường nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng mà nhìn mãi căn bản chưa từng nghe qua cái tên đó. Thôi thì cũng khó trách, tại Hồng viên Đế Quốc, trường huyền như là sấm rền bên tai, người người đều biết. Nhưng mà ở cái thanh nguyên đế quốc này, nghe qua, thực sự đúng là một chuyện lạ. Hết chương. Hết tập 261. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo Đối Thư Quán trên kênh MCNA, chuyện audio tiên hiệp.